Xin chào anh em, mình là Hợp. Và hôm nay thì trong video này mình sẽ lên tay cho anh em một chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Audemars Piguet. Chiếc đồng hồ này thì đáng ra là mình sẽ để khoảng thứ hai mình review, bởi vì lúc đó thì hộp sổ và giấy tờ của chiếc đồng hồ này nó mới về đầy đủ. Tuy nhiên vì đây là một chiếc đồng hồ quá đẹp, quá hot và hôm nay mình đã chụp ảnh, mình đăng lên thì các anh yêu cầu làm video khá là nhiều, cho nên là mình sẽ xin phép vui lòng là mình quay trước đó, mặc dù là quay nó không có cái phần unbox mở hộp thì anh em thông cảm. Chiếc này của mình là full box đầy đủ nhá, và nó là date 2021 các bạn nhé. Thì đến tầm thứ hai là box các thứ sẽ về, thì anh em nếu mà anh em nào mua mà cần ảnh full box thì anh em cứ báo ICS sẽ cung cấp cho anh em. Còn hôm nay thì mình phải lên trước bởi vì chiếc này nó quá đẹp và nó quá hot đi. Đây là một chiếc thuộc Code 1159 Collection của Audemars Piguet, một cái collection mà phải nói là cực kỳ hot của Audemars Piguet và bây giờ được anh em săn đón rất là nhiều. Chiếc Code 1159 này thì trước đây mình đã lên tay cho anh em một chiếc dial mặt trắng sứ đẹp. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái mặt mà được Audemars Piguet gọi là Smoke Blue Lacquer. Đó, tức là nó sẽ là cái mặt được sử dụng cái sơn mài để vẽ ra cái màu mặt blue này. Và nó smoke ở đây là nó sẽ có hiệu ứng khói, tức là chuyển màu từ màu xanh sang dần sang màu đen ở phía ngoài như các bạn thấy. Đó. Với cái mặt số này thì chúng ta khá là thấy giống cái mặt gọi là Fume của Edmondson & Son. Đó. Tuy nhiên mặt số của Audemars Piguet thì họ sử dụng là sơn mài lacquer, và sau đó thì mặt số này của chúng ta còn có hiệu ứng là sunburst nữa, rất là đẹp. Các bạn có thể thấy là với một cái mặt số đẹp như vậy thì dĩ nhiên là cái mức giá của nó sẽ khác so với phiên bản là mặt trắng hoặc là mặt bạc hoặc là mặt đen. Với phiên bản mặt trắng hoặc mặt đen thì hiện tại giá mình bán đến cho anh em khoảng tầm 489 cho đến 495 gì đó tùy date. Đó, nhưng mà với phiên bản mặt xanh này nó cực kỳ hot và nó đắt hơn khá là nhiều so với cái phiên bản mặt trắng và đen. Như chiếc Audemars Piguet này full set 2021 thì bên mình gửi đến anh em mức giá đó là 589 triệu. Có fix nhẹ cho anh em nếu anh em mua anh em nhé. Các bạn nên nhớ là giá retail của chiếc này là vào khoảng tầm 32.000 đô la Mỹ. Thì tức là nó loanh quanh khoảng tầm 800 triệu trên 800 triệu một chút. Thì đó là giá retail của chiếc này. Còn hiện tại thì chúng ta mua sẽ có cái mức giá rẻ hơn 200 triệu so với các bạn mua hãng. Và những cái dòng sản phẩm Code 1159 này thì không có giá sale đâu các bạn ạ. Các bạn chỉ có mua những cái hàng mà qua sử dụng lướt đẹp 99%, 98% như này để các bạn sử dụng thôi. Thì chúng ta đã rẻ được khá nhiều. Và dòng này thì hiện tại là nó rất là giữ giá. Nó là một cái dòng mà nổi lên mà được yêu thích sau cái dòng Royal Oak của Audemars Piguet thôi. Quay trở lại với chiếc đồng hồ chúng ta, đây là một chiếc với màu mặt là Smoke Blue Lacquer. Và em này thì sẽ có cái mã là 1521order.oo.a002kb.02. Đó là cái mã đầy đủ của chiếc này và nó là Audemars Piguet Code 1159 Collection các bạn nhé. Chiếc này của mình thì sẽ có size là 41mm và như các bạn thấy cái càng của nó ở đây thì nó khá là gập xuống và cái phần càng đến càng của nó lắc to lắc này thì mình là nó sẽ loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 49 đến 50mm. Và chiếc đồng hồ này thì sẽ phù hợp với anh em nào mà tay khoảng 17cm chúng ta là đeo đẹp, tay 16.5 là chúng ta đeo tốt được, vẫn đeo được anh em nhé. Và phía bên phải thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có những cái phần càng này, và những cái phần càng này design của nó rất là đẹp, là nó khoét luôn. Đó, nó khoét luôn và các bạn có thể nhìn xuyên qua. Điểm quan trọng ở trên chiếc đồng hồ này đó là cái mặt số. Mặt số thì khi mà các bạn có nắng vào các bạn sẽ thấy nó như này này. Đó, mặt nó làm bóng nhá, đẹp, đẹp cực kỳ luôn, các bạn nhìn ở ngoài đã luôn. Và kính của chúng ta hai bên thì lại có cái hiệu ứng là giọt nước trũng ở dưới. Đó, các bạn có thể thấy là cái kính của chúng ta thì kính này được làm từ một khối sapphire dày như này. Và sau đó họ sẽ cắt cho nó trũng ở giữa này. Và nó sử dụng cái kính sapphire có chiết xuất cao, cho nên là các bạn có thể thấy là nó rất là trong trẻo và đẹp. Anh em nào mà bị cận hoặc bị viễn đi cắt kính thì anh em sẽ hiểu là chiết xuất cao là nó nhào nó sẽ đắt hơn khá là nhiều. Mặt số phía trong của chúng ta thì sẽ còn một cái viền nữa, đó là cái viền bezel inner, cái là viền bezel ở phía trong. Viền bezel này toàn bộ là màu đen sơn mài. Đó, và nó sẽ hiển thị là mỗi 5 phút 1 hoặc là 5 giây 1. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có kim và cọc số được làm bằng vàng
18K AU750 logo order mapping game. Vậy ô lịch của chúng ta thì ở giữa góc 4 và 5 giờ với con số hiển thị là màu trắng trên nền đen, cực kỳ hợp với mặt dial. Nói chung về những cái thiết kế này thì các cái hãng lớn thì rất là tinh tế và đẹp. Phần thân của chúng ta thì được làm hoàn toàn bằng vàng 18K AU750 và phần thân của nó tách thành hai phần. Một cái phần ở giữa của chúng ta thì sẽ được thiết kế theo dạng hexagon giống như của dòng Royal Oak, còn phần phía trên này của chúng ta thì sẽ thiết kế tròn và phần dưới này của chúng ta cũng vậy, thiết kế tròn. Và các bạn thấy phần thân bên này, mình để góc này các bạn sẽ thấy rõ ràng hai bên phần thân bên là cao nhất và nó sẽ cong dần xuống về hai cái lắc này. Về cái thiết kế thân của chiếc này phải nói là quá là tinh tế và tuyệt vời, không có gì để chê nữa cả, rất là tuyệt. Ở giữa này bên phải thì chúng ta sẽ có cái núm chính và ở đằng sau thì các bạn sẽ thấy ngay cái bộ máy cực kỳ tinh xảo của chiếc đồng hồ này. Bộ máy này là một bộ máy in-house caliber của Audemars Piguet và bộ máy này thì sẽ có cái mã là 4302. Đó, các bạn có thể thấy một bộ máy với một cái củ văng được làm từ vàng nguyên khối 22K và trên củ văng này thì có khắc logo của hai nhà Audemars và nhà Piguet. Đó, tiếng Anh chúng ta gọi là coat of arms đấy các bạn. Đó, thì củ văng này được thiết kế rất là đẹp. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có balance wheel với những cái đồ chơi xịn sò như là Charmin hairspring này, và các bạn thấy là cái balance của chúng ta thì được nối bởi một cái cầu rất là đẹp. Đó. Bộ máy này của chúng ta được cấu thành bởi tổng cộng là 257 chi tiết. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có là 32 chân kính có tần số là 28.800 tương đương 4 hertz và các bạn sẽ có là 70 giờ tích cóp. Đó, rất là đã luôn, một bộ máy đời mới rất là đẹp. Và phía sau này chúng ta sẽ thấy những thông tin như là Audemars Piguet, code 1159, serial number, và phía bên này của chúng ta thì sẽ là những cái chuyện vàng kim loại quý, các bạn có thể thấy rõ ở đây. Đó. Đi kèm với chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có sợi dây da cá sấu, và đây là dây da cá sấu chính hãng của Audemars Piguet, dây da cá sấu hai mặt, các bạn có thể thấy này, và màu của nó là màu xanh navy đậm. Ở đầu hai cái sợi dây này của chúng ta thì sẽ có cốt nhựa ở phía trong để tạo hình, và chúng ta sẽ có một cái khóa xiên, hoặc các bạn nhìn cái khóa các bạn sẽ biết độ mới của đồng hồ cực kỳ mới luôn. Phía dưới này dĩ nhiên chúng ta vẫn có những cái chuyện kim loại quý. Đó, một chiếc đồng hồ đẹp và tuyệt vời như vậy với cái mặt số mà không thể hút hơn. Và chiếc này hiện tại thì bên mình đang có cái mức giá để cho anh em là 589 triệu, sorry các bạn, đi kèm với chế độ là bảo hành 5 năm và ship VIP. Anh em nào có nhu cầu về chiếc Audemars Piguet này, anh em có thể liên hệ ICS theo thông tin bên dưới video nhé. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong những video của ICS.